buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay tụi mình lại đi một thành phố khác nữa. Đố mọi người đây là thành phố nào nha. I shoot my shot, get around, fall hard, rebound, I forget fast. You think that I can't handle that, but maybe that's just where you're at. I never asked. Tell me that I'll meet somebody. People talk about my body, that it's all part of the journey, but you know what really hurts me, that you think I don't know that. Mới giờ đi tới cái nhà ga của thành phố này nè, có tàu chạy ở dưới đây. Rainbow. Đây là tên của cái nhà ga đó nè mọi người, nói đúng rồi, đây là nhà ga Amsterdam Sloterdijk ở thành phố Amsterdam của đất nước cô gái Hà Lan. Giờ tụi mình kiếm đường đi vô nhà ga mua vé nha mọi người. Này chắc xuống metro có máy bán vé kìa. Đây là cái máy bán vé train ticket. Tụi mình cần mua vé để đi các phương tiện công cộng trong thành phố, Amsterdam, cho nên tụi mình sẽ mua ở cái quầy ticket tram bus metro. Cái này đó mà nè. Just let him think that we are crazy when we drive around in our Mercedes. Alex, for 24 hours from first check-in. Bây giờ tụi mình sẽ mua vé tàu để ngày mai tụi mình đi Cape Town, mình lại cái chỗ train ticket. Còn vé nữa. Cái gì xanh xanh vờm vờm gì á, chớ quá trời xe đạp luôn. Ở nhà ga nó có một đặc trưng riêng, nhất là qua một nước khác nữa thì không mất ý tưởng sáng tạo của những thiết kế mà cho ra những nhà ga rất là đặc trưng như thế này.
mình mới xuống metro này nhìn mới và hiện đại, ít chỗ đứng, ít chỗ ngồi. Giờ tụi mình đã tới ga North. Bự ghê chưa? Ở đây nó, ở dưới đây nó vẽ gì vậy? Nhắc cho nít bây giờ. Cái chim. Bự hơn. Yeah. Hello. Ủa mới đâu tới vậy? Ủa, bánh xúc xích có 1,5 rồi hả? Ghẻ vậy. Vega Vegan Dale Bridget cũng có 1,5 rồi. Được. Đây cái bánh gì bự chẳng có 2-3 kg hả? Rồi xong. Bịt ra trắng quá vậy, có lên trên được nè chồng, dưới này sao trống quơ trống quát vậy. Ủa đây có AH hả? Biết bom gì. Chào, tụi mình đang ngồi ở nhà ga North ở Amsterdam nè, với cô một ly cà phê latte macchiato là tụi mình mua được 2 cái bánh mì hồi được đánh giá từ 4 còn 2 bây giờ tụi mình cho tụi mình ra đón xe buýt số 38 chỉ đó luôn hả? Mọi người nhớ để ý ở đây có bus haunters A và B nha. Có. Đây là bus haunters B. Ở đây có chiếc xe số 38 cần bắt ở trạm B2. Đây là tên xe buýt ở Hà Lan, ở Amsterdam nè mọi người. Lên là phải quẹt vé, ở trước có cái máy quẹt vé giống giống như cái máy này nè. Phải mua cái vé nè, cái vé GVB hồi nãy mình mua 8,5 một ngày đi trong trung tâm thành phố Amsterdam thì mọi người sẽ đi được tất cả các phương tiện như xe buýt, tram, metro. Cái vé đó quan trọng á, tại vì mọi người đi qua mấy cái cổng á là phải có nó để quẹt thì mới qua được cổng nha. Không có cái giường to gì, sách trang trí này, mấy cây sen đá chắc là giả, có móc treo đồ, có quạt máy luôn, có đèn ngủ, một cây sen đá thiệt,
wifi chu đáo gì. Có mấy xe nước, có ổ cắm điện luôn. Cái giường to nhờ. Đây có máy sưởi này, cái bàn. Nhìn xuống thấy ở bên kia là sàn A, siêu thị AH, nhà chị tiện quá ha. Ngay trạm xe buýt rồi ngay siêu thị rồi luôn. À, Amsterdam hả? Tương tự quê quê. Anh em bà con của VUB đâu lâu xuống đi. Ngộ bà. Wow. Wow, có xí ngầu nữa hả? Vui à. Đúng rồi. Hai bộ. Wow, mới dữ vậy, chưa khui. Không biết. Bỏ mình bữa nào ta? Ta để đi nhà. Nhìn nó bình thường nhà ga đã đông đúc rồi, thiết kế cái này nhìn nó còn đông gấp bội lên nữa. Rồi nhân viên phải leo thang để chờ. Đường sông bự chảng kêu là đường biển. Bên trong nhà ga Central Amsterdam. Ritual này đâu cũng thấy. Nghe nó là nghe thơm. Enjoy cái moment này. Ngoài đông chứ. Giờ mới thấy cũng nằm nhộng nhịp. À, khung cảnh nhộn nhịp. Ở bên kia còn bự quá vậy. Qua ngó thấy em. Trên tường còn chạm rổ gì nữa. Ồ, cổ ghê kìa. Giống mà nhớ đi mà. Wow. Nhà ga Central Amsterdam. Ngành cổ ghê, chắc nó có từ lâu rồi. Ra đây luôn. Cổ ghê. Trên kia có Starbucks. Sunshine have danced through the state of Maine.
Không nhìn em nè, em đang quay nè, nhìn chồng đi ở ngoài kia. Ngoài kia là thành phố Amsterdam. Ồ, có nguyên một dãy nhà quá trời luôn kìa. Trời nóng lên rồi. That was the day I came of age. Eyes wide with shock, fists clenched with rage. Forced out of my false Eden without having heard. Giới thiệu đây là Amsterdam Central Station. Bây giờ là 2 giờ. Đông mà đông dữ vậy trời. Có mấy ngôi nhà giống ở Bỉ. Có cái nhà thờ gì bên kia kìa. Nhìn lại nhà ga Amsterdam Central. Cái đồng hồ đó nó đang chạy gì kìa. Chạy gì nhanh dữ vậy? Chạy gì ta, hay nó bị hư? Có số La Mã kìa. Trên mặt đồng hồ á. Ủa, phải không? Ủa, anh NZ là cái gì vậy? Anh biết. Bên đây là 1-12. Bên đây thì đồng hồ bình thường. Nhà ga nhìn đẹp quá ha. Gỗ. Đi chưa? Xe à? Xe à? Hai bên luôn. Tiếng tam á. Tiếng tam giống tiếng YouTube của em. Tam này dài vậy. Ở miền này. Ờ, có tour tàu đi dọc canal kìa. Màu này đẹp nè. À, tàu Koningin 1 giờ canal cruise 10 ơ 1 người. Tích kịch nha. Boat tour. Bên kia có cái nhà thờ. Cruise này đi dọc thấy bông tulip luôn kìa. Đó, nó quảng cáo ở trên đó kìa. Ờ, nhưng mà giờ hết bông tulip rồi. Có cảm thấy không? Cái này cũng nhỏ ha. 10 ơ 1 người cũng được. Kiểu nó ít người gì đi cũng thoải mái. Ủa, con gì vậy? Ấy, con thấy ở Maastricht không? Là con gì mọi người? Tiếng. Ừ. Chuông nhà thờ đã đi 8 giờ. Thì Venice nó chèo mà. Nó dùng sức người nó chèo với một thuyền vậy 2 tới 4 người. Hai có mấy dãy nhà nhìn giống ở Bỉ. Cái nhà này chắc là cổ lắm. Bên đây nhà cũng cổ luôn. Cái nhà này nó ngây ra quá nè. Cái lúc này hút cần hả? Tụi mình đã tới bảo tàng. Đi dòng rồi mọi người. Đây, mấy giờ là thấy lá lường rồi. It's all I know. Hurt me more or let me go.
in this game my heart will lose. Change your ways or set me loose. And this pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Change your ways. Nhiều quá. Em đâu thấy gì đấy, đang mới về đấy. I am ta đam. Này nó bán mấy thịt nữa thôi. I am ta đam. Quần áo. Cô lần. Cũng đẹp ha, đẹp á. Khá đặc biệt. Ba mà ba cờ. Tầm quá trời. Giống lá mì quá. Bên lá mì á. Có ly được. Mình kìa. Mời một em. Ít ít ít. Hai, xin chào mọi người. Thằng kẹo cần hay gì vậy? Gì ăn cái nào vậy? Ăn vô lên tiên. Kẹo cần. It's just chocolate. Relax. Được không? Nhiều à? Hai ở chín chín mắt quá vậy. Ừ, một chút mát thôi. Hôm nay nghe em coi. Đẹp tê quá vậy. Vậy là on the lily shop and cookie. I'll be go to chat with you. Là nó bỏ sạch lắm hả? Đó. Mà đi theo đi theo đi gộ hai ở chín chín một cái à. Cây này ba ở chín chín mắt cái gì vậy. Ai mười ơi. Một hộp màu nghèo mà mấy bịch, 20 bịch. Cà cần. Thôi. Uống cái kia ra rẻ. Bánh có lá ở trên mình kẹp có cỏ ở trên mình. Quýt đó hả? Cà cần đúng không? Nó lá đu đủ thì. Mà cũng nhiều quá trời. Biểu tượng Hà Lan. Không chịu gì. Dài Hà Lan mà mọi người. Người ta làm bằng dài gỗ mà phải không? Này nó làm bằng sứ. Này có xe gió bằng sứ. Chiếc dài này bự hơn nè. Dài này bự hơn. Chồng nói gì? Mẹ bự thì cả này là một ở chín chín, bự hơn là hai ở chín chín là còn có một chút nè. Yeah.
Lighter là gì? À, các học quạt á. À, đúng rồi. Các mirror boxes cũng cần mở lên con. Đẹp dạ. Wow. Nhưng đầy nó thích. Ba ở trên cánh một cầm. Các ở cạnh nhỏ này đẹp. Nhưng mà nó hơi ta cái này cái giết trời. Người vô lá không còn. Xe đẹp ha, vỏ nhỏ hơn. Xe đẹp. Nhắn mông lên. Thanh gỗ nó lấy cái muỗng nó làm hay gì đó. Ủa có mấy cái khăn là tầm đầu làm cô gái hay đẹp không? Mấy khăn này tập về hay gì đó. Những cái đó là khăn đầu. Đẹp quá. I shoot my shot, get around, fall hard, rebound, I forget fast. Này thấy ông đang nhắm mắt nè. Góc này ông mở rồi. Đóng rồi, hay quá vậy. Góc này cũng vậy. Rất nổi tiếng nè. Hay quá. Rồi, nó cũng nhắm mắt. Nó mới đi bảo tàng nên nắp được. Ủa tao không nắp cho tâm mà. Tàng cũng nói nên đi bảo tàng. Mà hết tiếng rồi. Mấy ngày không đi lên. Không. Con đường này là con đường cũng nhỏ mà cái này là con đường nó gần Central Station nữa. Kẹo không? Ok. Thế giới kẹo. Thế giới kẹo. Trời ơi. Thế giới kẹo ăn ở trên từ nào rớt xuống Tropico. À kẹo Tropico. À thích cái đó. Nó đã. Tours and tickets. Chimbo. Ủa chimbo gì vậy? Chimbo làm vậy. Quá đông.
Nhà này gì đen thui vậy? Ngon quá. Gần là mùi dễ á hả? Ngon quá, không biết. Rất nhiều người hút. Manica Pizza, chỗ khoai tây chiên nổi tiếng ở Amsterdam á. Nói tên của hàng của Mỹ à? Ai biết, nội nó dài kìa, coi kìa, người ta xếp hàng mua kìa. Ở đây ăn khoai tây chiên hả? Tại vì chỗ này nổi tiếng. Đó, Manica Pizza. Potted number one Holland fries. Quá trời người ta đợi luôn. Manica Pizza là cái con, cái cậu bé tè ở Brussels mà. Rồi là người ta xếp hàng nè. Quá trời quá đất. Gas Special Jack là chỗ này từ 1974 nè, vô chơi. Này các loại phô mai nè, mình được ăn thử á. Ăn cái kế bên tâm nè. Ngồi cầm luôn đi nhé. Phô mai cục cục, một cục xà bông bự hơn cục xà bông. Xà quỷ nghe có. Ấy là thử Buddha Khao Giòn à. Khao. Béo mà. Là béo ăn cái này. Mình thử tiếp đi. Tới organic juicy. Em hỏi coi. Cái này thấy ít mặn hơn cái hồi đầu. Mặn cái này. Không nhận ra được. My baby Adam. Cái cuối nó cứng hơn. Quá trời phô mai luôn. Nay thử nữa. Thử là không biết phân biệt luôn á. Có phô mai màu xanh nữa kìa. Phô mai móc nữa. Phô mai dê là nổi tiếng á chồng. Ăn thử đi. Dê nhiều bán gì. Béo hơn. Giờ đến rồi. Này phô mai bò vàng. Em nấu kịp vô sao mà. Mình còn phải test cái đó nữa mà. Không giống gì mà. Nó mọc cái dê nó là nhạt hơn. Thành nghe mùi dê. Cái bên này nghe mùi đậm hơn. Cái món mắm này là thảo dược và tỏi. Nghe mùi tỏi ra. Best store là cái bữa đi Ý mình mua. Mà xanh này mắc cười quá. Nghe được chơi. Pizza đồ á. Cái này có truffle nữa nè.
Một cục như vậy có giá là 9-95 hết đen thùng. Ăn cũng được. Đúng không? Ăn được. Mình lại quá, có phô mai dừa nữa. Này phô mai Hy Lạp, phô mai cù non. Tiếp luôn, cái này rosemary. Này honey. Này mấy cái loại xúc xích gì đó. Còn còn nữa hả? Cái này là cheese mà có không khói nữa. Okay, cheese. Oh, có goat cheese, lavender. Nhiều loại quá. Goat cheese, truffle, cow cheese, rat, pastel. Nhiều quá. Này có làm nguyên một set quà để đưa tao. Quá trời quá đất. Nguyên một bánh phô mai luôn nè. Nhìn như là đồ mắc luôn nè. Nhìn có giống mắc không? Này nguyên cục mắc nè. Nhưng mà đó là một loại phô mai đó. Cái này bánh mì trái bả kìa. Xích lá. Qua đây ăn tiếp. Ăn thử. Ô hết lavender rồi. Ăn cái truffle đi. Ô chi truffle ăn thơm á. Cuối cầm nỏ là gì ạ? Có tay gì không? Cái này có màu như là ướp thịt nướng vậy á. Cái rét á. Này ăn thử cái thanh này coi. Thanh này có mùi mật ong này. Ăn mà thở ra. Nghe mùi không? Này nãy ăn rồi. Và cái goat cheese extra old là quá già hả? Chồng ăn thử mấy cái này không? Chồng rét cho em mí thôi. Này là gì? Mustard, ít thôi. Mù tạt nữa. Da với cù phân biệt được không? Cái extra ao này mùi nặng quá. Hả? Em mới ăn gì vậy? Ăn cầu. Cứng rồi. Hay là Âu là nó cứng. Nghe một kiểu bò extra Âu luôn. Này ăn được không? Cao chi sang ngon nè. Có xong khói nữa nè. Không khói. Không khói hợp. Tại hôm nay cũng nổi tiếng á. Cái này Hy Lạp. Nhân viên xong rồi con phiêu đi. Cô Mi. Còn hai miếng cuối cùng cả.
không có ấn tượng. Không à. Hả? Này bán xếp quà, bán sô-cô-la hộp. Mấy em một cây phô mai. À, này có mấy cái loại sốt. Đây nguyên mấy cái bánh phô mai. Cái này nó đồ giả hay đồ thiệt ta? Nhìn cục luôn. Nếu thấy video này hay, mọi người cho Little Five xin một lượt đăng ký và một lượt like nha. Sự ủng hộ của mọi người sẽ là động lực để Little Five tiếp tục trong cuộc hành trình xê dịch và giới thiệu nhiều địa điểm hơn trong tương lai. Little Five xin cảm ơn tất cả sự đồng hành.